tiền nhanh như chớp. Và bây giờ sẽ là bước vào vòng đầu tiên. Và Harry cũng muốn hỏi là hai đội muốn cử ai ạ? À? Giờ đội này lì rồi, ai lên cũng được. Vậy là anh lên trước anh. Chơi chơi. Ok. Vâng, okay. Mời anh. Đi chơi uy tín rồi đâu. Rồi, uy tín hả? Thôi để anh đi rồi đi. Năm mới chưa biết. Rồi. Năm mới bây giờ người ta coi. Lên đi. Chơi chơi. Quách Ngọc Tuyên và Hữu Tính, ai lên ghế trước? Chơi như cũ đi. Quách Tuyên, 3, 2, 1, vô. Thắng của quyền quyết định. Tuyên trước. Mời Tuyên. Anh Tuyên trước. Dạ. Yeah. Trước là tôi đã bất lợi rồi. Chữ thêm bà thím nữa. Rồi bây giờ anh sẵn sàng chưa ạ? Rồi sẵn sàng. Vâng, anh Quách Ngọc Tuyên đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Trẻ con khi móc nghéo với nhau thường sử dụng ngón tay nào? Ngón út. Chính xác. Hay quá mày ơi. Câu hỏi tiếp theo. Khi khen người khác, người ta thường dùng ngón tay nào? Ngón cái. Cái. Like, cho em một like. Dạ, chính xác. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Loại rong gì di chuyển khắp nơi? Rong chơi, rong biển. Chính xác. Ủa rồi, cái nào đấy, à? Đấy, rồi, câu hỏi tiếp theo. Con gấu trúc thường mong muốn điều gì nhưng không bao giờ làm được? Quá chụp dễ. Hình màu. Chụp hình màu. Chính xác. Câu hỏi tiếp theo. Phương tiện giao thông nào không có còi? Phương tiện giao thông nào không có còi? Không có kèn á. À không có kèn á hả? Dễ mà. Khoan 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 khoan. Anh suy nghĩ kỹ đi thì anh sẽ biết. Chiếc ghe. Chính xác. Chính xác. Tại sao anh trả lời một cách dễ dàng thẳng tiến số 5 luôn? Hay quá anh ơi, cố lên đây. Chắc tới đây là ngưng rồi. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Ruộng gì không dùng để trồng cây? Cái gì? Ruộng hả? Dạ, ruộng gì mà không dùng để trồng cây? Ruộng gì không dùng để trồng cây? Ruộng gì không để trồng cây? Ruộng muối. Chính xác. Ok. Quá là sao? Cố lên. A đua B 10 vạn đồng. Vậy 10 vạn là bao nhiêu ngàn đồng? A đua B gì? 10 vạn đồng. 10 vạn đồng. 10 vạn đồng. Dạ. Là vậy là 10 vạn là bao nhiêu ngàn đồng? 10 vạn là bao nhiêu ngàn đồng? 10 vạn là bao nhiêu ngàn đồng? Dạ. Cái này là quá dễ luôn. 1 vạn 10 vạn là 10 ngàn đồng. Trời không, ơi. Không chính xác. Tôi chưa trả lời mà. Anh trả lời 10.000 đồng mà. Một vạn là bao nhiêu? Một vạn là 10.000. Đúng rồi, một vạn là 10.000. 10 lần của 10.000 đồng. 100.000. Dạ. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Một người cắm 3 bình hoa trong vòng 1 giờ, nhưng cũng 3 bình hoa đó trong vòng 2 giờ thì phải cần tới mấy người cắm? Một người cắm 3 bình hoa trong vòng 1 giờ. Dạ, 1 giờ. 1 giờ. Thì cũng là trong 3 bình hoa đó trong vòng 2 giờ thì phải cần tới mấy người cắm? Một người cắm. Chính xác. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Xương con gì không có thật? Xương con gì không có thật? Gì vậy? Em bị đau. Xương con gì con đâu? Bảy con khủng long mà phải có xương chứ, nó có quá thật mà. Hết giờ. Hết giờ rồi. Xương rồng. Đó là dạ, xương. Đúng rồi. Xương rồng. Xương rồng. Hoặc gì mà anh không dùm em. Con rồng nè mà. Như vậy biết giảm quả làm sao đây? Nhưng mà giỏi rồi, quá giỏi. Đúng, đúng rồi. Giỏi quá. Như vậy là yeah. Vâng, như vậy là anh Quách Ngọc Tuyên đã đúng đáp án liên tiếp 6 câu. Hay quá đây. Tuyên ơi, là Tuyên anh yêu em.